Hello, chào cả mọi người nhá. Thì ngày trước mình cũng có đăng một cái video mà học làm dây dẫn chậm ấy. Thì có rất nhiều anh em có mình hỏi bảo là anh ơi dạy làm dây dẫn chậm đi. Đấy, hôm nọ là học, hôm nay mới là thật nhá. Đấy, tiền thể mình làm dây dẫn chậm là chính mình cho cái video đi. Video bóng bay đi kìa. Ngay sáng vừa thổi được mấy trăm bóng bay đang mình quay cho mọi người. Đấy, bóng bay thì mình sẽ cho dây chậm ở đấy mình kiểu là đốt đấy, tháo bóng bay cho người xem cái nhưng mà cái đấy ở clip khác, còn cái clip này là chỉ là dạy mọi người cách làm dây chậm thôi, quay gần gần đấy. Nói chung là thì nó đơn giản lắm, hôm nọ mới học làm nó hơi bẩn tí, mọi người cứ cho vào tầm 2 thìa đi, 2 thìa nó nhiều một tí thì dây nó to thì khả năng cháy cao hơn. Đấy, cái này mình trộn trộn cái casilo 3 mới lưu huỳnh đây. Tỷ lệ lưu huỳnh thì thích có ra không biết. Nói chung là lưu huỳnh thì mình cho 2 thìa, casilo 3 mình cho 6 thìa, còn than cho 4 thìa. Gấp cho mình nhé, vuốt này để cho nó ra hết cái không khí ấy. Tiếp, đấy xong lại vuốt một phát, vuốt cho ra không khí đây. Đấy, xong bắt đầu gấp cái đầu này vào nhá, gấp cái đầu này vào cho mình để cho nó đỡ bị lòi cái thuốc ra ngoài, xong cứ xoắn ra. Chịu mẹ lấy gấp nhiều sao? Tí giới thiệu với mọi người ấy, này cho một muỗng ấy, thì một muỗng như thế này chứ phải muỗng muỗng canh đâu. Đây, mình cho 2 thìa lưu huỳnh, 6 thìa casilo 3 và 4 thìa than. Mình toàn trộn 1 thìa này thôi. Nói chung cứ ăn áng tầm tầm vào được mọi người. Bỏ mọi người trộn 1 thìa múc canh cũng được mà. Đây, các mọi người cho lên như mình này. Xoay này. Xoay kiểu là mình xoay để cho nó nén chặt xuống ấy. Cái này đang ở Trung Quốc, đang quay mọi người xem. Chơi Việt Nam qua bắt chết. Và mình không có bán pháo anh em nhé. Nhưng anh em hỏi mình cơ. Mọi người nhìn thấy rồi, cái kéo ra phải được tầm 1 mét đấy mọi người. Mọi người đi mua cái giấy bảo thức ăn này, mua nhớ mua cái giấy xịn nhá. Tôi mua cái loại xịn đấy, mua cái giấy đều là nó kéo nó sẽ bị đứt. Rẻ mình, mà, có phải mua cái loại giấy nhưng mà không cái tiền nó mất vài chục nghìn thôi. Để đây để dễ làm hơn. Đó. Còn khi nào mọi người cảm thấy nó cứng là được nhé. Đấy. Ok. Đến tầm tầm nên là mình rút ra, mình xoắn cái này để cho thuốc nó chắc vào. Rồi rất cái này nhá. Nếu mà mọi người lười không rất thì có thể cấm này, kéo ra luôn. Cái này mỗi mình còn bọc ít ta. Nói chung ít ta đi giấy quá. Và nó vẫn nhanh. Nó dễ luôn. Đấy. Nhìn này vào. Nhưng mà chỗ này không đều, nhưng không sao. Mọi người cứ cho nó to tí được. Cái này nào cái này tí mình cũng thể để cho bóng bay để quay, nhưng mà cũng không phải xuống nước. Nhưng tầm không đẹp lắm. Nếu mà xuống nước thì mình nó còn chắc à. Đấy, ok nhá. Thấy đừng sợ mọi người. Đấy. Cái này để tí mình cho cái bóng bay nhá. Đấy, rất là đơn giản luôn. Đấy. Đấy, ấn chung một hình vào. Này. Đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ quận cái tiếp theo nhá. Cho mọi người xem này. Quận nữa. Ờ. Mình xem cái nữa để cho mọi người nhìn cho rõ này. Rất đơn giản nhưng mà
cái cuộn giấy này nó sắp hết rồi cho nên là không phải đâu, lại để lại điều ấy. Nó đến đến gì? Cũng này có đến kể đến cuối đáy rồi đấy. Nó hơi cuối đáy là kiểu gì? Cuối cùng ấy, còn một tí là gần hết. Như kiểu là như kiểu ngày 31 tháng 12 2020 phải không? Hôm nay là ngày 30 đây này. Ngày mai 31 này, kia mùng 1 này, năm mới con mẹ đây mọi người. Khả năng ngày tối này cuộn nhà vài quả to như kiểu cái này này. Ăn đây nhỉ? À dạ. À, tôi lấy con mẹ cái này chế được quả pháo hay đấy nhỉ? Đây mọi người nha. Tối mình đút vào đây mà không nước quay, pháo. Quay cái ngại này. Tối làm quả pháo to ngay lỗ này, khả năng vừa đẹp đấy nhỉ? Hợp lý đấy. Cái đằng nào cuộn này cũng sắp hết rồi, khả năng mình phải chế tạo phát ra. Lại gấp gấp như này, có thể không? Thấy. Đơn giản là không nọ ngày trước mình cũng không biết làm nữa đâu. Thế là anh em cứ thử suốt, thế là bắt đầu mới học làm ấy. Mới khôn ra được. Khôn ra được, ngày trước cũng ngu được, ngày trước toàn lấy báo là lên trong rồi. Mù quang. Đấy, xoay đều. Đúng rồi, cái này đúng mẹ gần hết rồi. Đang nếu nó đi xuống phố mua. Cha mẹ ơi, đâu ở trước cuốn vào. Nó rơi à? Nó rơi một tí thôi, nó rơi gì? Mọi người bây giờ thấy mình làm chuyên nghiệp không? Không phải như ngày trước thợ nghiệp dư rồi, bây giờ kiểu là cũng có một tí kinh nghiệm rồi. Nhưng cái này có phải nhiều hơn đây sao? Không phải đâu. Đấy, không nghe không? Hai giây này có mấy điểm trước, còn 3 giây nữa. Nói chung là cuộn vài lần là mọi người quen tay ngay mà. Cuộn đến quen tay. Cái chỗ bên này nhiều thuốc này. Kéo ra hết. Cuộn này đúng mẹ sao biết rồi. Mẹ ơi, kéo mạnh quá. Cái này phải kéo từ từ mà. Mình cứ ra sức. Điều đó là ừ rồi. Đoạn ấy bị khỏe quá. Cái đoạn khỏe quá. Mẹ nó cùi. Không sao, tin đối rồi. Ôi, lạ đứt. Hay là cuốn ít đi sao ấy. Ui giời. Ra nghề mua chúng con mẹ lại điều rồi. Ôi lại đứt. Tức quá rồi nhờ. Hay cái này khả năng cuốn nhiều quá rồi. Có mẹ mà có thể trỏ rồi. Ơ. Đúng rồi, cuốn ít như này dễ hơn này. À, thôi mọi người. Đấy. Nói chung là cũng gọi là thành công rồi. Nó cũng dễ là mọi người cứ cho ý thuốc vừa là cuốn được. Cái này khả năng đấy mình cuốn nhiều cái tiêu ong quá nó cũng đứt. Đấy. Ok nha. Chúc mọi người thành công nha. Chào mọi người.